Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức quan trọng đáng chú ý sau đây. Tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và nhân dân trong nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Cục Quản lý thị trường Hà Giang tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024. Đảng bộ huyện Quang Bình quan tâm phát triển đảng viên mới trong học sinh, sinh viên. Tổ an ninh trật tự ở cơ sở, cánh tay nối dài của lực lượng công an. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2024-2025 đã cận kề. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, ngành giáo dục đào tạo tỉnh hiện đang phải đối mặt không ít khó khăn, đòi hỏi cần có giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng chồng người. Trong đó, tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học và chữa tận gốc bệnh thành tích trong giáo dục là những vấn đề cấp bách phải làm hiện nay. Những khó khăn của năm học mới 2024-2025 đã được nhận diện, đó là toàn tỉnh còn thiếu trên 2.000 giáo viên, cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu học tập. Hiện toàn tỉnh, bậc học mầm non cần đầu tư bổ sung gần 200 phòng học, bậc tiểu học còn 189 phòng học tạm. Tổng nhu cầu cần đầu tư bổ sung của các trường phổ thông là 1.300 phòng học. Bên cạnh đó, nhiều trường còn thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, phòng lưu trú học sinh. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý đề nghị toàn ngành giáo dục cần xác định rõ những khó khăn, sắp xếp theo thứ tự, có lộ trình để từng bước giải quyết. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành và toàn xã hội cần chung tay với ngành giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng giáo dục của Hà Giang. Phải tập trung cho giáo dục, tập trung giáo dục là không hoàng khẩu hiệu nữa. Hôm nay chúng ta rất có nhiều những cái chúng ta phải đầu tư. Tiến tới là chúng ta tuyển giáo viên, chúng ta phải tuyển sớm đi. Vâng. Đấy, bây giờ đấy nó đang mắc là cái hợp đồng 111 ấy. Một năm lại cho có 9 tháng, 3 tháng lại không cho. Tôi đề nghị các đồng chí là ngành có lẽ cũng phải nghiên cứu các tỉnh khác, đồng chí ạ. Đấy, chúng ta liên tục kết nối với các tỉnh, xem người ta làm thế nào. Làm nào về để chúng ta học, học cách làm. Nếu không là chúng ta lại không làm được. Đấy, thế để mới hợp đồng được. Những khó khăn của sự nghiệp chồng người đã được chỉ rõ, tuy nhiên giải bài toán về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo thì không phải là câu chuyện nỗ lực của riêng ngành giáo dục đào tạo. Đó phải là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, sự kiên trì, bền bỉ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành khung kế hoạch năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong đó, có nội dung giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý sẽ cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh hoặc có các lý do đặc biệt khác, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Theo khung kế hoạch năm học 2024-2025, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ tựu trường trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18 tháng 1 năm 2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2025, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2025, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, quyết định báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh hoặc có các lý do đặc biệt khác và bố trí học bù, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Ngày 16 tháng 8, huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục quý 3 năm 2024, tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hoàng Su Phi đã đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy. Hiện toàn huyện Hoàng Su Phi có 62 cơ sở giáo dục, trên 1.400 cán bộ, giáo viên, người lao động.
Kết thúc năm học 2023-2024, đánh giá chất lượng giáo dục của huyện có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,12%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,89%, tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông đạt 94,59%. Thời gian tới, trước mắt là trong năm học 2024-2025, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phi yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu đề xuất giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế. Đội ngũ cán bộ giáo viên cần thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Trong đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị trường học cần chú ý đúng quy định, mục đích và thiết thực, có hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của địa phương. Xác định phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng. Qua đó, tăng số lượng và chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng gắn với giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Ghi nhận về nội dung này tại huyện Quang Bình. Trên địa bàn huyện Quang Bình hiện có 2 trường trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên với tổng số học sinh khối 12 bình quân hàng năm khoảng 500 em. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, những năm qua, Ban tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện Quang Bình đã chú trọng quán triệt, triển khai và tuyên truyền sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, giáo viên, học sinh. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã bồi dưỡng được 3 lớp cho các trường với lại trên là 600 học viên. Và ngay từ những lần đầu thì chúng tôi đã kết nạp được gần 20 em đang trong cái nhà trường của trung học phổ thông kết nạp vào đảng. Để phát triển đảng viên là học sinh, các nhà trường quan tâm rà soát, tạo nguồn phát triển đảng đối với những học sinh đạt hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và đoàn thanh niên. Trung tâm chính trị huyện đã sắp xếp, bố trí thời gian phù hợp để các em học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Việc thực hiện thủ tục kết nạp đảng đảm bảo đúng quy định nhưng linh hoạt phù hợp với đối tượng học sinh. Quan tâm đến những học viên để rèn luyện các em vừa là rèn đức luyện tài và là chú trọng để học các cái bài học về chính trị. Đồng thời cũng bồi dưỡng cho những em mà đủ điều kiện kết nạp đảng sẽ được cử đi học lớp cảm tình đảng, đặc biệt những học sinh lớp 12. Trong năm học 2023-2024 vừa qua, đã kết nạp được 17 quần chúng ưu tú là học sinh vào đảng. Qua đánh giá, các đảng viên mới là học sinh đều phát huy được vai trò trách nhiệm của người đảng viên, luôn nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích trong học tập cũng như phong trào. Em hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt việc học tập cũng như nhiệm vụ chi bộ giao phó, không ngừng tự rèn luyện bản thân, tích cực nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, xứng đáng là đảng viên trẻ gương mẫu ạ. Trong năm 2024, Đảng bộ huyện Quang Bình tiếp tục có nhiều giải pháp tạo nguồn, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, nhất là với đối tượng học sinh và tân binh chuẩn bị nhập ngũ. Trong 7 tháng năm 2024, Đảng bộ huyện Quang Bình đã kết nạp được 172 đảng viên, đạt 86% kế hoạch năm, trong đó có 17 đảng viên là học sinh trung học phổ thông, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 6.482 đảng viên. Từ đó, không chỉ tăng số lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa liên tục, mà còn tạo môi trường thi đua, động lực để học sinh nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Hưởng ứng cao điểm tuyên truyền, truyền thông tấn công chấn áp tội phạm mua bán người năm 2024, ngày 16 tháng 8, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra thân thiện trong phòng chống tội phạm mua bán người. Nội dung tập huấn trang bị chia sẻ kiến thức pháp luật về hoạt động điều tra thân thiện, các kỹ năng nguyên tắc về điều tra thân thiện trong phòng chống mua bán người, cách thức phỏng vấn ứng xử với nạn nhân dựa trên hiểu biết về sang chấn tâm lý, từ đó góp phần nâng cao kỹ năng điều tra thân thiện của mỗi cán bộ khi làm việc với những trường hợp là nạn nhân bị mua bán người. Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang cơ bản được kiềm chế, song vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh các phương thức thủ đoạn cũ như lợi dụng mối quan hệ quen biết, sử dụng điện thoại di động, các trang mạng xã hội để tiếp cận rồi lừa bán nạn nhân ra nước ngoài, thì hiện nay một số đối tượng tại địa phương lập các hội nhóm trên mạng xã hội đăng tin bài tuyển người làm việc để lừa bán, ép nạn nhân bán dâm, làm việc phục vụ trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong nội địa. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hà Giang đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các mặt công tác nhằm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán người. Trong đó, công tác điều tra thân thiện trong phòng chống mua bán người luôn được Công an tỉnh quan tâm thực hiện,
nhằm giúp nạn nhân bị mua bán cởi mở, thoải mái tâm lý, sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với cơ quan điều tra. Ngày 16 tháng 8, Công an huyện Đồng Văn đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2024. Nội dung tập huấn gồm trao đổi tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú ở cơ sở, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông khi được điều động. Đồng thời, các học viên còn được nghiên cứu thảo luận những vấn đề cần chú ý trong khi tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xử lý những tình huống thực tế, từ đó vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ an ninh trật tự vững chắc ngay từ địa bàn dân cư. Việc tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở những kiến thức nghiệp vụ cơ bản và kỹ năng xử lý các tình huống thực tế có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an xã tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Thành phố Hà Giang là trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang, do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng. Cùng với lực lượng công an chính quy, hoạt động của các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là cánh tay nối dài, nắm bắt tình hình tham gia giải quyết các vụ việc phát sinh ngay ở cơ sở. Sau khi được kiện toàn ra mắt từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, 7 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 21 thành viên của xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang đã tích cực phối hợp cùng lực lượng công an xã tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền người dân bảo vệ tài sản. Đồng thời tuyên truyền các cơ sở kinh doanh dịch vụ khai báo lưu trú, hoạt động đúng quy định, tham gia xử lý các hành vi biểu hiện gây mất an ninh trật tự địa bàn. Tổ an ninh trật tự ở cơ sở thì làm việc rất là tốt ạ. Có những cái khó khăn về việc khai báo lưu trú thì đội cũng hỗ trợ nhiệt tình. Bên cạnh đó thì những cái ngày mà hôm tây đông khách thì cũng có đội đi kiểm tra xem thiếu sót chỗ nào thì đội cũng nhắc nhở và giúp cho hôm tây hoàn thiện và nâng cấp dịch vụ tốt hơn. Thông qua các công tác tuần tra kiểm soát tại những khu vực trọng điểm thì chúng tôi cũng thường xuyên thì phát hiện ra một số vụ việc thì chúng tôi đã giải quyết kịp thời. Thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng tiếp nhận tin báo, có mặt tại hiện trường sớm nhất khi xảy ra các vụ việc liên quan tới an ninh trật tự ở cơ sở. Kết quả sau 1,5 tháng triển khai, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phối hợp giải quyết 23 vụ về đền bù, giải phóng mặt bằng, cung cấp thông tin 5 vụ vi phạm pháp luật, 2 vụ tai nạn giao thông, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Các đồng chí đều có nhiệt tình thực hiện các chức trách nhiệm vụ như giao nhiệm vụ đi tuần tra kiểm soát ở trên địa bàn vào trọng điểm như tối thứ 6 hoặc là ngày thứ 7 trong những cái cao điểm và trực tiếp là giải quyết những cái vụ việc mà hướng dẫn đơn giản ở thôn. Và từ khi mà thành lập đến nay thì các tổ đi vào là đảm bảo và cái tình hình an ninh trật tự ở thôn là được quần chúng nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận. Hiện thành phố Hà Giang có 101 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 303 thành viên. Ngoài nắm tình hình về an ninh trật tự, các tổ đã phối hợp công an xã, phường tổ chức tuyên truyền để các hộ gia đình tại khu dân cư công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNEID để khai báo cư trú, vận động công dân trong độ tuổi đến làm căn cước theo quy định. Nêu cao hơn cái tinh thần trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn an ninh trật tự và cái trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo cái an ninh ở cơ sở để tránh cho người dân là phát sinh những cái vụ việc, làm tốt cái an ninh trật tự và để làm tốt trong cái thực hiện cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặc dù mới đi vào hoạt động, song với ý chí quyết tâm và tinh thần không ngại khó ngại khổ, các thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của thành phố Hà Giang đã, đang và sẽ nỗ lực cố gắng bám địa bàn, tham gia hỗ trợ lực lượng công an xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Ngày 16 tháng 8, tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với đại diện Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn tổ chức khánh thành công trình sân thể thao cộng đồng thanh niên nằm trong khuôn viên trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Hà Giang. Đây là một trong 20 công trình được triển khai thực hiện theo sự phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, được xây dựng tại khuôn viên trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Hà Giang. Công trình được khởi công từ tháng 12 năm 2023, hoàn thành vào tháng 8 năm 2024. Nguồn kinh phí đầu tư từ dự án nâng bước thể thao.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi đưa vào sử dụng công trình sân thể thao cộng đồng thanh niên phục vụ nhu cầu luyện tập thể thao, nhất là môn bóng đá đối với đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trong tỉnh. Là điều kiện cần thiết để Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Hà Giang mở rộng các loại hình hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm nhằm thu hút ngày càng nhiều thanh thiếu nhi trong tỉnh đến tham gia học tập, sinh hoạt, góp phần đưa phong trào luyện tập thể dục thể thao Hà Giang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sáng ngày 17 tháng 8, Cục Quản lý Thị trường Hà Giang phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2024 với thông điệp Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Với người hiến máu là cán bộ công chức, người lao động Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Giang. Tại chương trình đã có trên 50 cán bộ công chức người lao động của toàn Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Giang đã tham gia hiến máu tình nguyện. Đối với Cục Quản lý Thị trường Hà Giang, hiến máu tình nguyện đã trở thành một trong những hoạt động thường xuyên được cán bộ công chức người lao động toàn cục tích cực hưởng ứng tham gia. Tôi nhận thấy đây là một cái hoạt động rất ý nghĩa, cũng là một cái hành động góp phần nhỏ của mình vào cái việc là cứu người, với cái thông điệp là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thì tôi thấy sau khi tham khảo các cái điều kiện cần thiết thì tôi bản thân tôi cũng nhận thấy là đủ điều kiện để hiến máu, cho nên là tôi cũng tích cực với cá nhân mình cũng tích cực tham gia, cũng như là vận động công chức người lao động ở trong đơn vị tích cực tham gia đối với cái chương trình ngày hôm nay. Trong 5 năm liên tiếp, lực lượng quản lý thị trường Hà Giang đều duy trì và tổ chức thành công chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Toàn thể công chức người lao động Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Giang mong muốn lan tỏa rộng rãi hơn nữa nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc, qua đó có thể giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống. Lực lượng quản lý thị trường hàng năm đã tổ chức hiến máu để đảm bảo cho cái giọt máu với những người khó khăn về bệnh tật. Đối với lực lượng quản lý thị trường thật nhiều sức khỏe, các đồng chí phải tình nguyện nhiều hơn, cũng như người công chức, người lao động sẽ hiến máu nhiều hơn cho cái chương trình này, với cái chương trình hết sức tình nguyện để đảm bảo cho cứu được thật nhiều người. Kết thúc chương trình hiến máu tình nguyện đã thu được 20 đơn vị máu. Từ những đơn vị máu kịp thời, an toàn từ cán bộ công chức người lao động, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Giang sẽ góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cứu sống bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình cũng như người bệnh. Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2024. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Xín Mần đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chủ động trong công tác rà soát, cung cấp thủ tục hành chính trên phần mềm dịch vụ công. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã được duy trì tốt, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến đạt 97,16%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trả đúng và trước hạn đạt trên 99,75%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến là 96,36%, số hóa hồ sơ 78%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Về thực hiện đề án 06, đã thu nhận hồ sơ định danh điện tử được 55.601 hồ sơ, đạt tỷ lệ 107,9%, kích hoạt được 36.590 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 70%, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân, ứng dụng VNEID đạt tỷ lệ 90,4%, tỷ lệ văn bản dùng chữ ký số đạt 99,59%. Thời gian tới, huyện Xín Mần tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo đồng bộ hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý an toàn, an ninh mạng, tập huấn cho cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện cấp căn cước lưu động cho trẻ dưới 14 tuổi trên địa bàn toàn huyện, đẩy mạnh hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng theo hình thức lựa chọn và giao một số chỉ tiêu đề án 06 và chỉ tiêu chuyển đổi số đến các thôn bản trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy, hiện nay ứng dụng VNEID đang từng bước đi vào cuộc sống của người dân khi trở thành nơi lưu trữ các giấy tờ tùy thân an toàn, tiện lợi và thông tin được bảo mật, giúp người dân thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính của mình. Khác so với trước đây là phải đến tận phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh để đăng ký biển số xe ô tô, thì giờ đây mọi thao tác đăng ký biển số xe ô tô được anh Sùng Mí Xá ở tổ 2, thị trấn Mèo Vạc thao tác hoàn toàn qua ứng dụng VNEID mức độ 2.
chỉ mất khoảng 10 phút đọc kỹ hướng dẫn, cập nhật đủ thông tin qua ứng dụng VNEID, anh Xá đã bấm được biển số xe ô tô của mình trên điện thoại. Bản thân tôi thì thấy là cũng mà các bước thao tác ở trên máy này cũng mà đơn giản thôi. Và nếu mà chúng ta ở nhà thì cũng có thể là tự làm được, rất là tiện cho người dân. Đấy, thứ nhất là không phải tốn thời gian đi lại. Còn đối với chị Hoàng Thị Hòa, tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, từ khi sử dụng sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID, khi cho con đi khám bệnh, chị không có phải mang nhiều giấy tờ của con như trước nữa, bởi sổ sức khỏe điện tử đã thay thế sổ khám bệnh giấy và sổ tiêm chủng giấy. Tôi cũng thấy rất là tiện lợi và hữu ích vì có cái app này thì tôi, nếu như tôi đưa con tôi đi đến khám ở bất kỳ nơi đâu thì nó cũng tiện lợi hơn. Vì khi mà tích vào cái app đấy thì nó đã hiện tất cả những cái thông tin bệnh án và những về tình hình sức khỏe của con tôi. Đến ngày 8 tháng 8, toàn tỉnh có 707.000 trường hợp được cấp tài khoản định danh điện tử. Trong số này, có trên 513.000 tài khoản đã kích hoạt VNEID mức độ 1 và mức độ 2, đạt 77,4%. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Có thể thấy, ứng dụng VNEID hiện nay đang từng bước phát huy hiệu quả trong công tác quản lý xã hội và phục vụ người dân trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hướng dẫn cho người dân hiểu được các cái tiện ích trên ứng dụng VNEID. Đấy. Về tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cách đăng ký, rồi đăng nhập, rồi hiểu được cách thức để vào các cái ứng dụng, các cái tiện ích, đặc biệt là những cái ứng dụng các tiện ích mới của VNEID. Hiện ứng dụng VNEID đang cung cấp 9 tiện ích để phục vụ người dân, doanh nghiệp và dự kiến sẽ có thêm hàng chục tiện ích khác sẽ tiếp tục được cung cấp trong thời gian tới. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID để thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, qua đó góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Những năm qua, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong các cơ quan đơn vị để từng bước thay đổi thói quen, cách làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng công nghệ số và nền tảng dữ liệu số, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu hình thành kho bạc 3.0, không giao dịch bằng tiền mặt, không khách hàng giao dịch trực tiếp và không chứng từ giấy, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến hướng tới kho bạc số, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thu chi ngân sách nhà nước. Điểm hiện nay thì đã có trên 99% các chứng từ giao dịch với kho bạc nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách thông qua hình thức điện tử thay cho chứng từ giấy như trước đây. Thứ hai là một trong những đơn vị trong hệ thống kho bạc nước đi đầu trong cái việc là không sử dụng tiền mặt thanh toán qua kho bạc nhà nước đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. Và thứ ba là đã áp dụng việc thanh toán tự động các dịch vụ của chi thường xuyên. Là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ số, dịch vụ viễn thông Hà Giang đã xây dựng triển khai và cung cấp các giải pháp, hệ thống công nghệ thông tin nền móng của chuyển đổi số. Hiện VNPT Hà Giang triển khai đồng bộ duy trì, nâng cấp phiên bản, hỗ trợ phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT iOffice cho 2.241 đơn vị. VNPT trong những năm qua thì đã có phối hợp với các sở ngành trên địa bàn để cung cấp cái hạ tầng thông tin phục vụ cho công tác quảng bá du lịch, và nhất là hệ thống là internet băng thông rộng cũng như là cái hệ thống di động tất cả các điểm cái khu vực du lịch, và nhất là trong năm 2018 đến nay thì cũng đã triển khai cái hệ thống cổng du lịch thông minh của tỉnh đấy, để đưa các nền tảng số để hoạt động trên đấy và phục vụ cho tất cả người dân. Hà Giang xác định 92 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2024 gắn với cải cách hành chính và triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh. 19 trên 21 sở ngành đã ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. Từ hạ tầng ứng dụng dịch vụ công được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông 3 cấp từ tỉnh đến xã, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh. Thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định cũng sẽ tiếp tục tham mưu với tỉnh để củng cố lại các cái hệ thống hạ tầng. Trước tiên là phải là các hệ thống hạ tầng phải đảm bảo, từ hệ thống viễn thông, hạ tầng viễn thông đến hạ tầng phần mềm, từ hạ tầng quản trị các loại trung tâm tích hợp dữ liệu, thì anh em chúng tôi cũng đang tham mưu với tỉnh để triển khai, tham mưu với tỉnh cho triển khai cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực chuyên ngành.
chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước được coi là một yếu tố quan trọng để tăng cường hiệu suất và tiện ích của các dịch vụ công. Từ đó từng bước thay đổi cách thức hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn hãy truy cập trang web hagiangtv.vn hoặc trên kênh YouTube, Facebook hagiangtv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau.